Ok, hello, chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog. Thì hôm nay là anh em có một cái đại chiến nho nhỏ là cuộc thi chạy tiếp sức, với phần thưởng là món cá thu. Đội thắng là được phần thưởng là món cá thu tùng xẻo. Đó. Thì nước vô kìa anh em. Hôm nay là anh em quay ở ngoài bãi biển của nơi anh em ở là xã Tâm Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thì trò chơi hôm nay là trò chơi tiếp sức, thì với độ khó là cái bao đó thì anh em sẽ ngồi lột vào cái bao ấy luôn, và còn lại chỉ chừa phần cổ đó thôi. Thì bây giờ là vẫn chia hai đội như mọi khi nha, bốc thăm chia hai đội. Bốc thăm chia hai đội nha. Ok, vậy thì đây là sâm mình đã chuẩn bị xong. Thì bây giờ là những cây sâm bằng nhau là một đội như mọi khi. Ngán rồi đúng không? Ngán rồi đúng không? Tháng bữa này. Chết già quá. Vậy hả? Ngán. Lâu tay giặt heo biết lấy đậu. Nói chung là duyên phận giữa anh Lâm Chín Ngón và Dương Béo là vẫn về bên nhau. Không thoát được cái duyên phận này. Thôi anh em phải cố gắng lên chứ biết đâu được. Mỗi người mời vô trường. Rồi bây giờ chia từng đoạn nha. Ai phe tự hội ý với nhau nha. Ai là người chạy trước nha. Ngồi xuống luôn chứ, ngồi xuống cột lại chứ. Đây đội lại mới ngồi cột sát cho anh em. Sẽ còn như vậy. Đây là của bị mập nha mọi người. Rồi lấy đây tôi cột cho. Lâm cột chạy lên lỏng rồi. Đội cột này là lỏng rồi, cột sát vô. Anh lấy lại cái đấy. Anh Lâm quặn một cục dưới chân luôn kìa. Ở đây. Rồi lấy chỗ này cậu nha. Ok, vậy thì thế là cho là phải chia tiếp sức là ba đội, phải chia ba đoạn như vậy mọi người nha. Thì cứ tới là ai mà giao tới về vị trí trước là đội đó sẽ giành chiến thắng. Đây là vạch xuất phát. Cười kiếm ra. Cậu dám được á. Rồi chưa? Ok chưa? Anh hai em sẵn sàng chưa? Hai đội sẵn sàng chưa? Anh em sẵn sàng chưa? Ý là cho nhảy rồi tự do đúng không? Nhảy tự do vô tư, miễn sao đi tới vạch là được rồi. Rồi chưa? Ai đó cục bạch là lượm lên đi lại chứ không phải thua gì hết. Rồi chưa, anh em sẵn sàng chưa? Ở trên kia sẵn sàng chưa? Ok, dưới sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu! Con lên! Anh Dương ơi! Con lên! Để đưa được con anh! Đợi. Chúc mừng đội Lâm. Ok. Ok. Anh em nói không là chơi. Hay. Đâu lũ bao đâu. Ai cột bị mập kỹ lên đi. Cột về sao nữa. Cuối cùng là đội Nhật bắt bại đó thua ngày hôm nay nha mọi người. Đó, đồng đội nhẹ ngu quá các bạn. Anh Lâm cảm nghĩ lần đầu tiên chiến thắng trong trò chơi thích đấu như thế nào? Đừng có khinh thường đội thủ, thấy hơn mình bé hơn mặt á. Đúng không anh An chết. Em như thế nào nhẹ đúng không? Lùng thất vọng quá, mình cứ nghĩ là mình thắng cục An Người là mình thất vọng quá. Thất vọng. Khách mời ngày hôm nay. À, chào.
Đây Bi Mập, cảm nghĩ lần đầu tiên thắng trò chơi. Cầm được cái lan từ đó tới đá luôn. Ok, bây giờ anh em sẽ bắt đầu là set up máu đội đội thua. Đội thua sẽ set up máu cho đội thắng nha mọi người. Và vẫn vẫn như mọi khi là đội thua set up món xong và đút cho đội thắng ăn. Đó là hình phạt. Thấy của anh em là mình ăn tại biển đó nha mọi người. Thì anh em hiện tại là đang ở đây gần vị trí là quán Như Ý quán nha mọi người. Đây mình sẽ dùng kỹ nó cho mọi người xem. Đây là quán Như Ý. Thì mọi người ở khu vực Tam Kỳ hay là ở nơi xa tới thì muốn ở lại nghỉ ngơi lại đây thì ở đây vẫn có là homestay cho mọi người nghỉ lại và ăn uống tại nơi. View rất là đẹp nha mọi người nha. Đây, hiện tại đây là cái view của anh em. Mọi người thấy bãi biển rất là sạch. Bãi biển rất là sạch và không cảnh rất là chill mọi người nha. Đây, đây là lát nữa là bàn ẩm thực của anh em đang set up. Để lát nữa anh em sẽ làm món gọi là cá thu tùng xẻo. Mọi người đợi anh em ít phút để chuẩn bị. Là sẽ có món cho mọi người xem nhé. Bây giờ anh em đã chuẩn bị xong nha mọi người. Đây là đồ để ăn cá thu tùng xẻo. Anh em phải treo cá thu rồi lên. Thì bây giờ là công như mọi khi là đội thua cuộc sẽ phục vụ cho đội thắng. Đội thua cuộc phục vụ cho đội thắng nha. Đây mọi người, đây là nhà đang thèo từng lát cá. Họ đi lưới vào mọi người. Rồi sáng nay mình mua luôn. Anh em đang ăn sát vào biển nha. Anh cứ ngồi im đó đi. Đây, nhà đang thèo từng lát cá ra. Rồi thắng với ngồi hưởng thụ thôi. Đây là toàn cảnh anh em đang ngồi ở dưới biển nha mọi người. Mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem để mọi người thấy trọn cái view này. Đây, anh em đang ngồi rất là yêu. Và đây là gói cái cuốn mà nhà heo sẽ phục vụ cho đội thua ngày hôm nay. Anh mua thầu trước đây. Dương chứ á. Dương cạo, cạo lắm. Cạo dương nhiều quá. Cạo dương chứ á. Bỏ mấy ngàn tay vô ta ăn nha. Dạ dạ. Đó đây. Theo nhiêu cầu chứ. Dài quá không? Em đã. Anh lắp nốt anh lên. Vô bán quá không? Đây, nhắm một bài thôi. Quay lại cậu, thử ghét cậu. Clip lại vô đi Khánh. Biết cái đâu? Clip cho mình chán ăn. Sai XXL. Sai XXL. Đấy không? Không cần. Ngập nghe nữa. Đã ăn mù tạc này phải nghiệm từ từ nha mọi người. Nhưng không có thể nói liền được. Thôi mình thua mình mạnh lắm. Anh chấm chưa? Lý đây. Lý hôm nay thua khách mời hôm nay nhưng mà đã thua. Lạc quá à. Không mời mọi người dữ lắm. Mời mọi người nha. Mọi người ngọt không? Ngọt không? Mà có mới vô mà ngọt thôi luôn á. Ok chưa? Ok. Chú có cài có. Ngọt mua cá có. Nhức nách luôn á. Đây cá nó xinh lẻo đó như vậy mọi người nha. Tiếp luôn. Đó để đó. Đâu?
À, mình sẽ trồng sang tí chanh để cho vừa tái tới là anh em sẽ ăn như vậy luôn. Bí mập đang thêm độ cay vào nữa. Hơi bị đỉnh, ba vô mới ngon mọi người nha. Anh em ăn như vậy là rất là dân dã mọi người nha. Nói chung là ăn không có chế biến cầu kỳ gì nhiều. Đây là tới lượt bí mập được hưởng thụ. Á không bỏ. Cậu, nó ăn mỡ rồi mày. Lượm gì đó. Bỏ vô chạy, đánh em dám con nào ơi. Nào im đó, lùm đen lại ăn đó. Lâu lâu tháng bữa mà nuốt quá ta đi. Có chuyện nồng đấy. Nồng không? Nồng sơ không? Ở miền đó. Ừ, nằm đến từ. Ngon không? Quá đỉnh. Nhớ như nào. Rồi ok. À, anh em sẽ cúng cho đội thắng một cúng nữa rồi anh em sẽ ngồi ăn chung luôn. Phải được hai cúng với mới một cúng. Mà hết không có cũng được. Đầu lao mình mới được phục vụ bữa mà mấy bữa nay phục vụ mình. Cô thương quá. Ừ. À, nay mình Nhật Heo với lại Nhà Ru Ngô là cứ vào một đội là cứ nghĩ là hôm nay trò chơi này hôm nay sẽ thắng tuyệt đối, nhưng mà không ngờ là đây là giống như sở trường của Bi Mập và anh Lâm và Dương Béo. Chạy nhanh quá. Anh em lăn rất là nhanh. Anh Lâm đừng biết chứ. Hơ, em đừng có lùm nha. Nguy hiểm quá. Lỡ cái tôi đi bỏ. Cho cầu Dương, cho cầu Dương. Ý là anh, em lùm có độ cao của em ghê quá, đúng không? Đó đó. Ta thấy là đấy á. Mình giống vậy. Người phải với cầu Dương đóng cậu. Rồi, tiếp tục là miếng thứ hai nha. Chấm mình nữa à. Đấy, đồ me đấy. Đấy. Đấy là lấy nè, cho đề vi cho lấy miếng này. Ừ, mình đến. Làm thôi. Cần nhúng chanh. Cần nhúng cũng có chanh nha. Chỉ chanh thôi đúng không? Không chanh cũng được. Có một tọt. Đây, tiếp tục là anh Lâm sẽ được hưởng thụ cái miếng thứ hai. Rồi, lấy. Khách mời. Khách mời thì hôm sau có hình phạt vẫn là hai miếng. Hình phạt. Không? Đâu mà, đâu lâu anh được thắng mà. Tập trước là anh kêu mọi người từ lúc chơi game show tới giờ là anh chưa thắng trận nào mà. Đúng mắt luôn á. Đừng ai chúng tranh nhiều quá, tí thôi. Rồi tới bị mập. Nước của nhau. À ra cả. Bỏ vô nó luôn kìa, cái chỗ ông rác coi kìa. Đi sợ hả? Sợ bị hại quá à? Bị mập. Giống nhiều giớt cái trong cái chén chua đó. Quay đang quay cho Nhật Heo phục vụ bi mập một cuốn nữa. Rồi mình lấy bia luôn chứ hả? Anh em lên luôn bia cho ngon. Cầm cái két. Cái chai có quyền không biết? Không. Đồ bóng, mình chấm luôn. Mình chấm quét kinh quá. Chơi nhẹ quét ít thôi. Đó. Rồi xíu quá, còn một tờ không? Ít ít L. Bi ăn cái cuốn này mà rất là... còn một tờ không? Hồi nghi nha mọi người. Bi còn một tờ không? Đừng có nhai liền. Ở miệng đó, hả? Còn ngày còn phủ nữa. Không, đừng nói chuyện. Cứ hết một con rồi. Mấy là muốn ngu anh đó. Móc cho nó đổ vô đang đục luôn. Ok thì bây giờ anh em đã phục vụ xong thì bây giờ anh em sẽ ngồi chung và làm nhâm nhi một tí bia. Ăn này là uống bia chứ không có đau bụng mọi người nha. Nó không có gì đâu. Lấy. Rồi, ở đây mà hôm nay mình tận hưởng cho mình cái để là gì? Chờ cái ghế này đi. Rồi ok. Anh nào phải lấy con rồi mà. Đó
Mình cũng xin phép review một miếng mọi người nha. Không lòng không? Câu không mọi người? Đây là con cá mọi người nha. Đây, về cận cảnh cá thu. Quay. Đây, giờ anh Lâm. Là anh em đã một nửa rồi mọi người nha. Đây. Phát luôn, nhìn thấy đây là phát luôn. Phát luôn. Phát luôn. Phát luôn. Phát luôn. Phát luôn. Rồi, thịt ngọc. Còn gói luôn chứ. Mạnh nữa chứ bọn. Quét. Quét xuống, nằm lại. Không, tính đồ hợp lý á. Anh em mình xoắn xúc lên anh Lâm nghe. Xoắn xúc. Ok, bây giờ mình cũng xin phép là vào ngồi ăn với anh em luôn cho nó vui. Đây, vừa khung cảnh một lần nữa cho mọi người xem là khung cảnh anh em mình sát biển nha. Mình cũng xin phép vào ngồi chung với mọi người nhé. Đủ đủ quá. Quá tuyệt vời luôn, có bọn ai? Ok, cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút này. Thì hôm nay là anh em là ngày cuối tuần nên anh em cũng muốn là ngồi ở ngoài biển để vừa thưởng thức một bữa cuối tuần và có một cái clip quay cho mọi người cùng xem. Thì một lần nữa xin cảm ơn. Và nếu mọi người thấy video này hay, mọi người thấy video này hấp dẫn thì mọi người cho anh em xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để tạo để cho anh em có động lực để làm những video mới hơn, để làm những video mới hay hơn, hấp dẫn hơn để phục vụ cho mọi người.
một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người nha. Chào mọi người. Đặc biệt là ngày đầu tiên Lâm được tháng này.